Tại vì người em như này nhé, nếu mà làm cái bụng xong thì nó rất bé, mà ngực to quá. Hai ngực cũng xem nhau thôi. Em có cảm nhận bên nào nặng hơn không? Em cảm nhận lên sườn, em có cái nhân sườn, cảm sờ nó nặng. Trước khi khám cũng bảo nhân sơ đi. Thôi nếu đặt cùng xa, cũng còn gần khá xa. Còn bản thân cái nhân sơ là khi mà làm có thể mình sẽ cân đối, nếu nó gần mình có thể bỏ nó ra được. Này nếu mà đặt túi thì đặt khoảng 200, hơn 200 một chút thôi. Cùng 230. Nếu mà đặt em chỉ giúp tự nhiên thôi. Thì đấy, ngực của em nó có rồi, nó chỉ thiếu độ độ nhô. Nhô. Nên 230 đổ lại nhé, 230 đổ lại. Nó có thể 205, 215, 230 trong khoảng đấy. Nếu anh chọn, có thể anh chọn là giữa cũng có 215. Tầm đấy, thậm chí 215 được, không cần đánh 215. Không phải đẹp là sai là sai à? Không phải đẹp sai, tại vì bản thân cái tầm này nó có một số điểm cứng. Trong quá trình làm, anh có bọc cái bọc cách luôn này. Tại vì lúc nay em có thể đau đau không? Hôm nay nó chịu được là tôi bọc hết được đúng không?